Xin chào quý hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà ở quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook Nhà đất Hoàng Tiến và website nhadathoangtien.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý hàng một căn mini phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta, và căn nhà mình có diện tích là ngang 4m và độ dài là gần 14m. Được đúc kiên cố, một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một phòng khách, một gara để xe hơi, một phòng bếp, bốn phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với loại khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và giá căn nhà mình thì bây giờ anh chị chủ nhà đang cần tiền, cho nên giảm giá bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu ngay một cái căn nhà mới được xây dựng xong, rất là đẹp. Cũng như trong cái khu này thì chúng ta đang còn mấy căn đơn được xây dựng sắp xong. Như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, rất là đẹp. Cũng như chúng ta có một cái con hẻm một trục, chỉ cách đường trục chính, đường Thống Nhất của chúng ta khoảng chưa đến 50m thôi. Chúng ta có một con đường hẻm xe hơi, xe tải có thể di chuyển vào căn nhà chúng ta rất là thuận tiện cũng như rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho quý hàng về một cái căn nhà đang có một cái giá rất là rẻ này. Chỉ có hơn 5 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay một cái căn nhà mới được xây dựng xong và được thiết kế theo phong cách Cityland rất là đẹp và rất là hiện đại. Giờ bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho quý hàng. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía bên ngoài, được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Phía bên trên thì chúng ta cũng đã được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Cũng như kế tiếp chúng ta có thêm một bộ cửa ở bên trong, cũng được làm từ chất liệu bằng sắt và kính cường lực 10 ly. Phía bên ngoài này thì chúng ta đang có một cái khoảng sân khoảng 1m bên ngoài. Chúng ta có thể để giày dép phía bên ngoài này. Cũng như bên tay trái chúng ta có một cái tủ để chúng ta có thể để mũ bảo hiểm, cũng như giày dép, cũng như không gian phòng khách ở dưới trệt của căn nhà. Thì phòng khách dưới trệt căn nhà chúng ta, chủ nhà cũng có trang trí chúng ta một bộ bàn ghế. Và bên trong phòng bếp chúng ta cũng có một bộ bàn ăn phía bên trong. Thì khi quý hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất trong căn nhà này sẽ được gia chủ như chủ nhà tặng lại, cũng như để lại hết cho quý hàng, chỉ với giá là 5 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với lại anh chị chủ nhà. Đây là khu vực không gian dưới trệt, và nếu như quý hàng có xe hơi chúng ta cũng có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Bên trên chúng ta đang có một cái phòng khách ở trên tầng lửng nữa, sử dụng rất là thoải mái. Cũng như không pha gian phòng khách và gara xe hơi dưới trệt của căn nhà này thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá bóng kính 80, hai bên thì chúng ta cũng đã được ốp
gạch đá cao lên khoảng 3 mét đúng không ta, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Nhưng bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong một chút, là khu vực cầu thang của căn nhà. Thì trụ cầu thang, tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương, đá kim sa, cũng như lan can thì lan can kính cường lực. Phía bên dưới chân cầu thang chúng ta có một cái tủ để chúng ta có thể để đồ, để những cái vật dụng mà gia đình mình chưa sử dụng đến. Cũng như đối diện cầu thang chúng ta có một cái tủ rượu cũng được làm từ chất liệu bằng gỗ sồi, rất là đẹp. Chúng ta có thể trưng bày những cái chai rượu, những cái lọ hoa. Cũng như di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì phòng bếp căn nhà chúng ta cũng có một bộ bàn ăn 6 ghế, cũng như không gian phòng bếp chúng ta có giếng trời lấy gió và ánh sáng rất là mát. Cũng như phòng bếp căn nhà chúng ta thì được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ. Và tủ bếp, kệ bếp của chúng ta cũng được làm từ chất liệu gỗ gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Và không gian dưới trệt này chúng ta cũng có thể để được tủ lạnh cũng như máy giặt ở dưới khu vực dưới trệt. Cùng với đó là hệ thống thông gió để chúng ta lấy gió và ánh sáng. Cũng như bây giờ mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng cùng chiêm ngưỡng một căn nhà nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì đang có một cái giá rất là mềm. Quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về cho nhà đất Hoàng Tiến để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Cũng như quý khách hàng cứ mạnh dạn trả giá. Anh chị chủ nhà đang cần tiền cho nên sẽ để cho khách hàng với một cái giá rất là mềm thôi. Đây là khu vực nhà vệ sinh dưới trệt của căn nhà, và bên ngoài chúng ta có một labo rửa mặt phía bên ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà để giới thiệu cho khách hàng. Nếu như chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt, và bên trên tầng lửng thì chúng ta có thể làm phòng khách ở phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu như nhà mình mà chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng cùng một lúc là hai cái phòng khách rất là rộng rãi. Và khu vực này thì quý khách hàng cũng có thể làm phòng sinh hoạt gia đình, phòng karaoke cũng như phòng ngủ. Không gian tầng lửng căn nhà chúng ta thì chủ nhà cũng đã gắn chúng ta một cái máy lạnh. Đây là không gian phòng khách tầng lửng căn nhà, rất là rộng rãi và rất là thoải mái. Cũng như phía sau chúng ta có một cái tủ rượu và một cái cửa sổ để mở ra bên ngoài cái khu giếng trời, lấy gió và ánh sáng rất là thông thoáng và rất là mát. Cũng như căn phòng khách tầng lửng căn nhà chúng ta thì cũng đã được gắn kính cường lực 10 ly để chúng ta có thể làm phòng karaoke hoặc là phòng ngủ. Thì chúng ta có thể giảm tiếng ồn ở phía bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phòng ngủ lầu 1 của căn nhà để giới thiệu cho khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có một cái giá rất là mềm, chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng, còn thương lượng mạnh cho quý khách hàng thiện chí. Và căn nhà này thì sổ hồng cũng đã hoàn công đầy đủ. Khi quý khách hàng mua căn nhà này thì quý khách hàng chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà là vào ở ngay. Cũng như căn nhà mình thì mỗi lầu chúng ta có một cái nhà vệ sinh sử dụng cho hai phòng. Nhà vệ sinh chúng ta có đầy đủ các thiết bị, hệ thống lavabo, bàn cầu, vòi sen tắm. Cũng như phía bên ngoài phòng ngủ căn nhà chúng ta thì cửa phòng ngủ căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ gỗ sồi, và cửa phía trước căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Bên hông chúng ta có một cái cửa sổ để lấy gió và ánh sáng rất là mát cho căn phòng ngủ phía trước của căn nhà. Cũng như mình sẽ di chuyển lại khu vực phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau chúng ta thấy là toàn bộ cửa trong căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu bằng gỗ gỗ sồi, và không gian phòng ngủ phía sau căn nhà chúng ta đều có cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Cũng như mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái tủ quần áo sử dụng rất là tiện.
Rồi tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 3 cũng như phòng ngủ số 4 của căn nhà. Đây là phía ngoài hành lang của căn nhà. Thì chúng ta có 4 phòng ngủ là giống nhau. Cho nên mình sẽ chiếu sơ qua để cho khách hàng cùng tham quan. Và mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Mình sẽ đến với phòng phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng trước sau. Đây là phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay ngã tư Quang Trung và Thống Nhất cũng như gần với lại ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng. Rất là thuận tiện cho quý khách hàng chúng ta có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung hoặc là con đường Phan Văn Trị cũng như con đường Nguyễn Kiệm, rất là thuận tiện. Và từ vị trí của căn nhà mình, chúng ta di chuyển về sân bay thì cũng chỉ khoảng 10 phút thôi. Nếu chúng ta về trung tâm thì khoảng 20 phút là chúng ta đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng như tiện ích ở khu vực này thì chúng ta rất là gần với lại nhiều trường học như bệnh viện Gò Vấp và siêu thị Copmart đường Quang Trung cũng như siêu thị Lotte Nguyễn Văn Lượng. Và căn nhà mình rất là gần với lại khu vực Cityland của quận Gò Vấp, một cái vị trí đắc địa của quận Gò Vấp. Đây là khu vực sân thượng phía trước căn nhà. Và mình sẽ di chuyển là khu vực phía sau là khu vực phòng thờ phía phòng giặt phía sau. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì anh nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Và đặc biệt của căn nhà này thì anh chị chủ nhà đang cần tiền, cho nên là quý khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì hãy mạnh dạn đi xem. Và quý khách hàng có thể là mạnh dạn trả giá để chủ nhà có thể để cho quý khách hàng một cái giá mềm thôi, chỉ hơn 5 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay một căn nhà mới được xây dựng xong. Và căn nhà mình thì công năng sử dụng rất là nhiều, chúng ta có đầy đủ như sân để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và 4 phòng ngủ như phòng thờ, phòng giặt. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.